Chào mừng các bạn đến với Thẩm Mỹ Viện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến trực tiếp đi vào trong phòng mổ của Thẩm Mỹ Viện để mà theo dõi một ca nâng mũi S-line cấu trúc. Trên tay của mình là cái hình ảnh của khách hàng trước và ngay sau khi mà được dựng hình 3D. Các bạn có thấy đây là một trong những công nghệ độc quyền giúp cho bạn có thể phần nào mô phỏng được cái hình dáng của chiếc mũi của mình trước và ngay sau khi làm, để mình thấy được rằng là sự khác biệt ra sao. Chúng ta có thể nhìn thấy nè, đây là bạn quay ra camera, mình quay sát vào giùm mình ha. Này, chúng ta có thể nhìn thấy là dáng mũi của khách hàng trước khi làm và sau khi làm. Đây là một trong những cái phần mềm giúp mô phỏng cho các bạn mường tượng được phần nào những cái thay đổi. Và điều hay nữa rằng là khách hàng và bác sĩ của chúng ta thì có thể trao đổi được với nhau để có được một cái dáng mũi như mong muốn. Ví dụ như bạn muốn một cái dáng mũi thật là cao hơn thì tại Thẩm Mỹ Viện thì các chuyên gia chúng tôi có thể dựng cái dáng mũi cao lên cho bạn. Đó, các bạn có thể thấy là dáng mũi cao lên như bạn mong muốn, hoặc là cái đầu mũi của bạn có thể dài hơn như bạn mong muốn. Thì sau khi mà mình dựng được cái phần mềm này, dựng cái sóng mũi lên, dáng mũi cũng thon gọn hơn. Đó, lỗ mũi của hai các bạn đã thấy thon, đã được gom gọn lại nè, dáng mũi của cao hơn. Thì với cái phần mềm này sẽ giúp cho chúng ta có được sự mô phỏng, thì mình có thể thấy được phần nào cái sự thay đổi của khách hàng. Vì vậy mà nếu như trong trường hợp mà các bạn còn có thắc mắc hay là có một cái băn khoăn là không biết là cái sự thay đổi của mình ra sao, thì hãy gửi hình cho chúng tôi sẽ dựng hình mô phỏng lên để bạn có thể mường tượng được. Và vì khách hàng này sau khi mà được bác sĩ dựng hình thì cảm thấy rất là ưng ý với cái kết quả mà sau khi dựng hình, cho nên là chị đã quyết định lựa chọn dịch vụ nâng mũi S-line cấu trúc tại Thẩm Mỹ Viện. Và bây giờ thì gần xong cái khách hàng này rồi, cái kết quả rồi, chúng ta sẽ vào phòng mổ để mà mình xem coi sự thay đổi của khách hàng như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta đang vào trong phòng mổ của Thẩm Mỹ Viện và chúng ta sẽ cùng xem thôi cái kết quả mà ngay sau khi dựng xong của khách hàng thì đã sự thay đổi có giống như là cái bản mô phỏng không các bạn ha, và nó còn đẹp hơn trên mô phỏng nữa các bạn. Xin chào các bác sĩ. Đây là bạn camera mình quay sát lại dùng cho Trang nhé. Quay vào đây để mà mình có thể nhìn thấy được cái dáng mũi ngay sau khi khách hàng của chúng ta được dựng lên. Quay cái đầu mũi ra. Thấy làm cái đẹp. Rồi các bạn quay ha. Đây bạn lấy là cái mũi S-line cấu trúc. Bác sĩ vừa mổ xong ha. Thì các bạn lấy là đầu mũi thì được nâng cao lên, kéo dài một chút xíu, vì trước mổ bạn này cái mũi cũng tương đối dài nên không cần dài đâu. Và bạn thì mong muốn một cái mũi tự nhiên thôi, nên bác sĩ cũng làm vừa phải, không có cao lắm. Đặc biệt là khi mà phẫu thuật tại Thẩm Mỹ Viện chúng tôi thì khách hàng không có hề cảm giác đau đớn từ đầu đến cuối và sưng rất là ít. Em khi mà em phẫu thuật em thấy đau nhiều không? Không đau. Em có cảm giác nào từ đầu đến cuối giờ? Hơi sốt sốt một chút là lúc mà Okay. Xuống nhẹ thôi các bạn ha. Không hề đau. Bây giờ sức khỏe em thấy thế nào? Các bạn có thể mình quay bên đây là cái máy theo dõi sức khỏe của khách hàng. Thì các bạn có thể nhìn thấy là tất cả những cái dấu hiệu của khách hàng của chúng ta rất là ổn định các bạn ha. Đó, về mặt nhiệt độ, về huyết áp cũng như là nhịp tim của khách hàng rất là ổn định. Cho nên khách hàng không hề đau đớn gì cả. Tại Thẩm Mỹ Viện của chúng tôi thì khi mà phẫu thuật mũi cấu trúc thì khách hàng không hề đau đớn gì cả, cho nên không cần phải tiền mê hoặc là gây mê. Và cái thời gian phẫu thuật rất là nhanh, bác sĩ chỉ mổ trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là đã xong rồi. Và trước khi phẫu thuật cho khách thì chúng tôi cùng với khách là dựng hình 3D để mà cho khách họ chọn cái dáng mũi theo ý muốn của họ. Và sau đó thì bác sĩ sẽ dựng theo cái phân tích của cái sau khi dựng hình 3D. Thì như là lúc trước thì các bạn đã thấy được cái em cứ mở mắt là bình thường.
một cái mũi đẹp, nó đầu tiên phải nhìn vào nó tự nhiên cái đã. Mình không ủng hộ cái việc mà cái khuôn mặt người châu Á mà chúng ta nâng một cái mũi quá cao quá thô đi thì nó không hài hòa ha. Họ đấy gần như là sưng không đáng kể ha. Chúng ta có thể nhìn thấy được là đây là kết quả ngay sau khi phẫu thuật của vị khách hàng của chúng ta, và xem lại một lần nữa cái dáng mũi của bạn trước đó nha các bạn nhé. Đây, đây là dáng mũi trước khi làm của bạn, dáng mũi trước khi làm nha các bạn. Và mới nãy thì các bạn có nhìn thấy được cái phần mềm dựng mô phỏng 3D tại thẩm mỹ viện đó, thì các bạn có thể nhìn thấy. Các bạn có quay sát, em quay sát lại, màn hình. Dạ rồi, ok, đúng rồi, được rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái phần mềm 3D dựng mới nãy của thẩm mỹ viện đó, là sau khi mà chúng ta dựng lên, chúng ta có thể được mô phỏng được phần nào cái hình ảnh dáng mũi của khách hàng. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy là dáng mũi ngay sau khi mà thực hiện. Đây, chúng ta so sánh một lần nữa nhé, dáng mũi ngay trước và ngay sau khi làm, cái sự khác biệt các bạn có thể thấy. Đấy, là quay cái chỗ hai lỗ mũi để các bạn thấy là cái đầu mũi được đưa lên cao rất là cao ha, và lỗ mũi là hạt chanh ha. Tuy nhiên là tí nữa bác sĩ sẽ thu cái nền một chút xíu nữa ha, cho nó đẹp hơn. Bạn này có thu nền mũi rồi. Đặc biệt là không đau nha các bạn. Em có thấy đau gì không? Tự động chứ. Không thấy đau gì hết. Bây giờ sức khỏe thấy bình thường không? Thấy bình thường. Và khách hàng hoàn toàn tỉnh táo. Làm muốn ngủ luôn. Khách hàng hoàn toàn tỉnh táo. Không cần phải tìm mê hoặc là gây mê gì cả các bạn nhé. Đây, chúng ta nhìn lại một lần nữa hình ảnh của khách hàng trước khi làm và sau khi làm nha bạn nhé. Các bạn có thể nhìn hình ảnh trước khi làm của các bạn, của khách hàng của chúng ta. Sống mũi bạn hơi ngắn ha, và đầu mũi cũng ngắn và hết luôn. Rồi mình lấy nét của cái sống mũi bây giờ để thấy được sự thay đổi rất là rõ. Đây, các bạn thấy đèn chói và chạy được á. Hoàn toàn không là đau, không đau đúng không chị? Không đau. Dạ, tại thì hiện tại thì thẩm mỹ viện đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Các bạn quan tâm thì mình có thể inbox ngay ở dưới bài livestream này của chúng tôi để mà mình được tư vấn và nhận những chương trình ưu đãi nhé. Các bạn cũng có thể gửi hình cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ dựng những cái hình mẫu mô phỏng trước để bạn có thể mường tượng được phần nào cái dáng mũi hay là khuôn mặt của mình cái sau khi phẫu thuật sẽ thay đổi ra sao. Trước đó chị đã tới thẩm mỹ viện và được dựng hình mẫu lên đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, thì chị có hài lòng với lại cái kết quả khi mà dựng lên không? Hài lòng. Dạ, đó là một trong những quyết định khiến chị lựa chọn để mà mình được phẫu thuật nâng mũi đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn các bác sĩ tại thẩm mỹ viện. Em có cảm giác đau gì? Không đau đớn gì các bạn. Dạ, rồi xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn sau khi mà vị khách hàng của chúng ta làm xong và tái khám nha các bạn nha.